Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là ngày thần tài, mình có đặt một cái bánh về thắp hương cúng ngày lễ thần tài nha các bạn. Thì hầu như cửa hàng hoặc là kinh doanh buôn bán gì thì cũng đều có một cái bàn gọi là thắp ông thần tài, thần thổ địa này, rồi các ông thần gọi là phù hộ cho cửa hàng buôn may bán đắt. Đây là cái mâm chính lễ để hôm nay mình thắp hương cúng các ông, cũng cầu cho cửa hàng buôn may bán đắt, cửa hàng ngày càng đông khách, làm ăn phát tài phát lộc. Thì đây là một chút cái mâm cúng của cửa hàng mình, thì mình sẽ quay cho các bạn xem một chút nha các bạn. Hoa ly mình bán ngày Tết này và chung luôn. Đây là mâm, đây là bàn thờ thần tài của nhà mình, đầy đủ các món, nào là bánh tài lộc này, có bỗng ngô, thịt quay, trứng luộc, thịt luộc, tôm luộc và một đĩa hoa quả, một đĩa tiền. Đấy. Cái nhịt ở trên đầu. Cái nào.